Rồi xin chào mọi người. Thì hôm nay cái bài hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn về cái vấn đề là model line và detail line. Đấy, thì mình sẽ nói về cái vấn đề model line và cái detail line là ở đây hả? Detail line thì các bạn chỉ vào level các bạn mới làm việc được. Bạn thường thường bấm là nó viết tắt nó là DL các bạn. Đấy. Hoặc là các bạn vào cái phòng modify này. Đấy, bạn vào cái annotate nhất. Xong rồi. Detail line này. Đây, đấy. Thì các thằng detail line á thì nó chỉ cho phép mình hiển thị trên 2D. Đấy. Còn với cái thằng model line á, các bạn trở về tab insert nha các bạn. Các bạn model line này. Đấy, mình cũng kẻ hai đường nha. Đấy, nó cho phép mình hiển thị trên 3D luôn nha mọi người. Thì cái đó là cái hai điểm khác nhau về liên điểm. Thì các bạn có thể sử dụng nó vào những cái mục đích cá nhân, như là các bạn muốn dường như là tạo một cái lưới trục hiển thị trên 3D chẳng hạn, thì các bạn có thể là sử dụng cái model line này. Đấy, thì cái nguyên tắc ở đây á, model line và detail line là nó đều sử dụng chung các loại nét đó các bạn. Đấy, bạn lưu ý này, thấy không? Vision center, thấy không? Header overhead, đây bản số, thấy không? Y chang nhau. Đấy, thì cái phần độ dày nét và cái phần nét đậm nhạt gì đó thì các bạn sẽ tìm hiểu trong cái phần này đó các bạn. Để mình sẽ vào phần menu đây. Đấy. Nó sẽ vào phần đây là các bạn. Đấy, lifestyle này các bạn. Các bạn có thể là new thêm hoặc là bỏ bớt đi gì đó thì nó có thể nhiều cái nè các bạn. Đấy, nó cho phép mình chỉnh các màu sắc đồ các kiểu. Đấy. Thì cái bài hôm nay thì mình chỉ nói sơ về cái này cho vấn đề cho các bạn biết sơ thôi. Rồi, thì các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể vào nhiều kênh để đi sâu vào từng cái công cụ đó. Rồi, thì chào mọi người nha.